anh Nobita ơi, Shizuka đâu ạ? Mình không biết, tại Shizuka như đi, Shizuka như đi yêu cái thằng Deji Sugi rồi. Không biết anh có nhớ em không nào, chứ em nhớ anh muốn xỉu. Ừ. Anh, người ta đang muốn anh chu môi kìa. Đừng ngại em. Người ta đang muốn anh chu môi. Chu môi đi mà. Vâng, quay mà chu. Anh không nể đúng không? Thôi đi, để anh nể mà. Đừng anh nể anh chu đi. Đi xuống chụp ảnh đi, xe rất là bừa. Chú môi cơ mà sao lại để như thế? Đúng rồi, được rồi. Anh thấy đấy, ai chẳng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám một người bình thường, đúng không? Tao cha tay về đâu rồi? Ô, mày anh chuẩn bao? Mày là bố, ta là bố.